Cậu có thấy lạ không? Từ ngày có cô chủ nhiệm mới, cô chủ nhiệm chỉ yêu quý mỗi xanh lanh chanh thôi, cái gì cũng xanh lanh chanh ấy. Đúng. Mà bây giờ xanh lanh chanh còn được thiên vị nữa cơ. Người ta quay quá ở trong cái lớp này. Sao lại thế nhở? Mà cậu có thấy cô giáo có nét giống xanh lanh chanh không? Đúng rồi, nói thế đấy. Giống cực kỳ luôn ấy. Cả lớp trật tự đi. Hôm nay cô sẽ bầu lớp trưởng mới. Mà cả cái lớp này nhá, cô không thấy có một học sinh nào ra hồn cả. Chỉ duy nhất có một bạn thôi, đó là bạn xanh lanh chanh. Tại sao các em không biết nhìn gương của bạn xanh lanh chanh mà học hỏi? Nhìn thấy xanh lanh chanh mà tôi cứ như nhìn thấy hình ảnh của tôi ngày xưa vậy. Không nhờ có bạn ấy mách lẻo. À quên, báo cáo cho tôi tình hình của cái lớp này thì không biết là tôi đã bỏ qua bao nhiêu vấn đề rồi. Cho nên tôi quyết định sẽ chọn xanh lanh chanh là lớp trưởng mới của lớp. Thật đấy? Cái gì, tôi có nghe nhầm không? Dạ, em biết rồi cô. Em hứa là em mà là lớp trưởng, em sẽ đưa cả lớp này thành lớp tiên tiến xuất sắc. Thế chứ, cậu làm bài tập chưa? Tớ mới làm nhưng mà cũng chưa xong đâu, bởi vì bài Ôi Dịch ra. Lớp trưởng ra đây có việc gì đây? Xì sầm cái gì với nhau đấy? Bài tập đã làm đủ chưa? Đã học thuộc bài chưa? Mang hết tất cả sờ vở bài tập ra đây kiểm tra. Nhanh! Cậu làm gì mà ghê gớm đấy, cứ như là cô giáo ấy. Cậu phải cô giáo đâu mà được kiểm tra bài bọn tớ. Cô bảo là tớ sẽ thay mặt cô quán xuyến cả lớp. Lời của tớ nói chính là lời của cô nói. Nào, mang hết bài tập ra đây, hay là thích mời phụ huynh. Thiếu một câu là tớ sẽ đi vào đây để cô trừ điểm cộng. Sắp vào lớp đến nơi rồi mà vẫn chưa làm xong bài. Đọc sách xem nào. Cái gì này? Cặp của tớ sao cậu lại lùm? Tớ phải kiểm tra tình hình thêm các cậu có mang đồ ăn vặt vào lớp hay không. Đây là đồ ăn sáng của tớ mà tớ chưa kịp ăn. Cậu làm gì đây? Ăn sáng á? Các cậu thì có cái gì mà phải ăn sáng? Các cậu suốt ngày chỉ ngồi một chỗ làm sao phải ăn sáng? Tớ là lớp trưởng, tớ suốt ngày phải đi qua đi lại đốc thúc các cậu, tớ mới cần phải ăn sáng. Địch thô. Thế cậu làm bài tập chưa, đưa cho tớ xem nào. Tớ làm bài tập hay chưa, sắp cô kiểm tra. Các cậu lén lượt mà được kiểm tra tớ à? Các cậu là cái quyền gì mà đòi kiểm tra tớ, mơ à? Sao cái lớp này dạo này ngoan thế? Chẳng có cái gì để nhắc cả. Nó cũng chẳng có ai nói chuyện với mình nữa. Bốn từ tối rồi. Nó hỏi cậu một tí. Tớ không muốn bị mọi người xa lánh nữa đâu. Cậu chỉ giúp tớ thấy cách nào tớ mới không bị mọi người xa lánh nữa bây giờ. Cậu quá đáng lắm. Thế bây giờ làm thế nào để mọi người không xa lánh tớ nữa? Bây giờ cậu phải thay đổi đi. Cậu không được xấu tính như thế nữa. Cậu là trong vòng 24 giờ cậu chỉ ăn đồ ăn có màu xanh lá cây. Cậu sẽ không bị xa lánh nữa. Thế thì tớ sẽ thực hiện tháng 24 giờ ăn đồ ăn màu xanh lá để không bị xa lánh nữa. Tốn ư Tốn ơi, cậu chuẩn bị được tí đồ xanh lá nào cho tớ ăn chưa? Đây, mướp đắng, ớt chuông, ăn đi. Ăn đi cho nhanh hết mọi người xa lánh. Ôi, đồ nó đắng quá. Thôi rồi, thật ra tớ chỉ đùa cậu thôi. Đây coi như là một hình phạt cho tội cậu quá là hống hách với bạn bè. Mình đã quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho xanh lanh chanh mất rồi. Nhưng mà không sao, các bạn yên tâm. Mình đã có một ứng dụng gọi đồ ăn cực kỳ tiện lợi, siêu nhanh, lại còn siêu rẻ nữa cơ, với rất là nhiều khuyến mãi. Đó chính là app Shopee. Bởi vì dịch vụ order đồ ăn giao ngay Now hiện đã có mặt ở trên Shopee với rất là nhiều ưu đãi khác nhau luôn các bạn ạ. Mình đã thấy cực kỳ là nhiều khuyến mại rồi này. Quán yêu vẫn mở, mã ngon giảm 20.000, giờ vàng món sang giảm 20%,
sạch như nhà làm, free ship, rẻ hơn nấu, free ship luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tìm một món ăn có màu xanh cho xanh lanh chanh. Thực ra là mình cũng đã chọn được rồi. Và ở đây mình đã tìm ra một món ăn màu xanh cực kỳ hợp ăn cho bữa sáng, và xanh lanh chanh chắc chắn là sẽ rất thích đây. Đó chính là món Nama Matcha này này. Mình sẽ chọn khuyến mại Now Food được giảm 30% liền áp dụng. Đấy. Rồi bây giờ chỉ việc ngồi ở nhà đợi món ăn đến thôi. Cực kỳ nhanh và tiện lợi đúng không các bạn? Lại còn có khuyến mại cực kỳ rẻ nữa chứ. Đây, tớ đã gọi trên Shopee cho cậu ấy này. Ui, Manama, món bánh Nama đúng không? Tớ nghe thì món này từ lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ tớ được ăn thử đâu. Đây là lần đầu tiên tớ được ăn thử món này đấy. Ui, màu xanh luôn. Ăn món này lúc đầu mới ăn thì cảm thấy lớp matcha bên ngoài đắng đắng, nhưng mà sau khi ăn nhai kỹ và nhân thì lại cảm giác ngọt và thơm. Ăn cái bên trong giống như là ăn sô-cô-la vậy chứ mà. Món này ăn rất là lạ luôn đấy. Mình cứ ăn một món nhỏ giống món này thì thật. Nhưng mà thật sự là tớ vẫn chưa thấy no đâu. Tớ thấy vẫn đói. Buổi sáng thường tớ ăn nhiều lắm. Mọi người ăn 5.000 xôi nhưng tớ phải ăn hẳn 20.000 xôi mới no. Đấy, cậu ăn đi. Ui dồi, tráng miệng. Ui dồi, ui, nhiều thế. Bạn ấy mua thêm cho mình luôn cả. Cái này là cái bánh mochi. Ngon. Đây là sữa uống của Hàn Quốc, hương vị táo cũng siêu ngon luôn. Ôi, tớ thích cái loại sữa này lắm luôn, nước uống này ngon cực đấy. Ôi, bị xa lánh mà sướng như thế này thì tớ cũng muốn bị xa lánh. Cậu vẫn không hối cải đúng không? Cậu vẫn còn muốn thế đúng không? Thế thôi trả đồ đây. Không, tớ ăn, thực ra tớ ăn là để tớ không bị mọi người xa lánh mà. Wow, wow, wow. Ui, ngon thế, có 6 cái bánh mochi các bạn. Ui, ui, mùi thơm matcha thơm phức luôn. Không phải, bên trong cũng là matcha luôn. Đây là bánh matcha 100%. Vỏ siêu mềm, siêu dẻo. Bánh nó cứ núng nính. Thở rất thích. Múc ăn vào nha. Mùa matcha thơm phức. Bật nắp lên rồi uống nha. Mùa chua chua, hơi ngọt ngọt, mùi vị táo rất là ngon. Bữa trưa mình sẽ ăn gì đây? Tớ đố cậu biết đây là món gì nhá. Bữa trưa hôm nay tớ sẽ chuẩn bị cho cậu rất là nhiều món lạ luôn và ngon nữa. Đây. Đây là cái gì đây, có ăn được không vậy? Cậu đoán xem đấy là cái gì? Có mùi chiên, chiên xù, có mùi dầu mỡ. Nhìn cái đuôi này rất là giống đuôi tôm các bạn ạ. Không lẽ mình được ăn tôm? Đây là món tôm à? Đúng rồi, nhưng cậu mới chỉ đoán đúng một nửa thôi. Tôm gì đây hả các cậu? Tôm màu xanh. Đây là tôm và có một lớp bên ngoài gọi là cố. Tớ ăn thử nhá. Lớp cốm bên ngoài giòn. Tôm này người ta bóc vỏ các bạn ạ. Ui, thịt tôm bên trong thì mềm, thơm, tươi nữa nhá. Đó là ngon thế. Ăn đến tận đuôi luôn. Đó các bạn ơi, nho xanh và được uống nước ngọt. Nho màu xanh này các bạn ơi. Ngọt quá. Nó mỹ phải hết. À,
ngon quá. Mình sẽ ăn hết chỗ này luôn, không để chừa lại một cái gì. Không biết tối nay mình được ăn gì nhở? Có nửa tố nó nhanh lên đi. Đây, một bữa tối rất nhẹ nhàng cho xanh lanh chanh. Nè, bánh matcha. Là một loại bánh rất là mới luôn. Cũng là bánh matcha luôn nha. Sô-cô-la matcha. Này, đây là thử thách 24 giờ ăn đồ màu xanh hay là 24 giờ ăn đồ matcha vậy? Mấy cái bánh này là mùi matcha lại hơi dịu dịu. Bánh bông lan. Xốp ơi là xốp. Bánh bông lan quận này cũng là một trong những món mà tớ rất yêu thích đấy. Ăn xong bữa tối no hẳn là no luôn đấy. Sáng mai ngủ dậy là bạn bè mình sẽ không xa lánh mình nữa đâu. Thật là vui, mình phải có bạn bè chứ. Mình chơi một mình bị trầm cảm, mình bị tự kỷ à, mình đi tự tử à? Không. Thôi chào các bạn, video của mình kết thúc tại đây để cho mình đi ngủ đây. Mai mình sẽ được đi học. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.